Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của thành phố đã thanh kiểm tra, xử phạt gần 400 cơ sở vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thanh tra kiểm tra 15.270 cơ sở, phát hiện 724 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 400 cơ sở với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, Cục Quản lý Thị trường thực hiện kiểm tra chuyên ngành và tham gia liên ngành về an toàn thực phẩm, phát hiện có 266 vụ vi phạm. Cảnh sát môi trường phát hiện 171 vụ. Trong khoảng thời gian này, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu hàng the, formol, phẩm màu tại các chợ truyền thống với kết quả hơn 90% mẫu đạt tiêu chuẩn theo quy định.